you so sông Đà nhiều đoạn cạn trơ đáy, 11 con đập phải ngừng phát điện. Dưới cái nắng thiêu đốt, người dân Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đối mặt nguy cơ mất điện ở tất cả các giờ trong ngày. Tình trạng khô cạn cũng đã khiến nhiều chiếc thuyền bè bị mắc cạn giữa lòng sông Đà. Còn hầu hết các nhà máy thủy điện dọc sông Đà đóng góp gần 40% tổng công suất điện phía Bắc thì đang ở dưới mực nước chết. Hiện tại duy nhất chỉ có đập thủy điện Hòa Bình còn nước trong hồ và có thể duy trì phát điện đến khoảng ngày 12-13 tháng 6, dòng sông Đà dài hơn 900 km bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc là nguồn thủy điện chính của miền Bắc với những nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam bao gồm một là nhà máy thủy điện Hòa Bình thuộc tỉnh Hòa Bình là bậc thang cuối cùng trên dòng sông Đà cũng là nhà máy thủy điện thuộc loại lớn nhất Việt Nam chỉ đứng sau nhà máy thủy điện Sơn La với bức tường chắn nước 117 m hồ thủy điện Hòa Bình có thể tích trữ được 9,45 tỷ mét khối nước đây là một con số cực lớn có thể san phẳng Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ khi sự cố xảy ra. Tuy nhiên, chỉ vài ngày nữa thôi thì con đập này cũng không còn đủ nước để hoạt động. Hai là nhà máy thủy điện Sơn La thuộc tỉnh Sơn La. Từ đập thủy điện Hòa Bình ngược lên thượng nguồn một chút chính là thủy điện Sơn La. Con đập này không chỉ lớn nhất Việt Nam mà nó còn là con đập thủy điện lớn nhất Đông Nam Á với độ cao của đỉnh đập là 228,1m, dài 961,6m, chiều rộng đáy đập là 105 m, chiều rộng của đỉnh đập là 10 m. Ba là nhà máy thủy điện Lai Châu thuộc tỉnh Lai Châu, là nhà máy thủy điện lớn thứ ba Việt Nam đứng sau đập thủy điện Hòa Bình và Sơn La. Bốn là nhà máy thủy điện Hội Quảng tỉnh Lai Châu. Năm là nhà máy thủy điện Bản Chát cũng thuộc tỉnh Lai Châu. Ngoài năm đập thủy điện lớn trên sông Đà còn có hơn 40 công trình thủy lợi khác với công suất nhỏ hơn. Tuy nhiên như các quan chức ngành điện vừa công bố đã có ít nhất 11 nhà máy thủy điện phải dừng phát điện, trong đó bao gồm hai con đập lớn thứ nhất và thứ ba là Sơn La và Lai Châu. Tình trạng trên đã khiến miền Bắc có nguy cơ cắt điện triền miên ở hầu hết các giờ trong ngày. Bởi trong cơ cấu nguồn cung cấp điện cho miền Bắc thì thủy điện chiếm tới 43,6%. Tuy nhiên cho đến nay ngoài đập thủy điện Hòa Bình còn đủ nước chạy trong vòng 2 đến 3 ngày tới thì hầu hết các hồ thủy điện lớn ở miền Bắc đều dưới mực nước chết không thể hoạt động. Còn về nhiệt điện do thời tiết nắng nóng nhiệt độ tăng cao, các tổ máy hoạt động tối đa công suất trong thời gian dài cũng đã dẫn đến những sự cố về thiết bị. Tính đến ngày 6 tháng 6 năm 2023, nguồn nhiệt điện than miền Bắc chỉ huy động được khoảng 76,6% công suất lắp đặt. Trước tình cảnh cắt điện triền miên dưới cái nóng thiêu đốt, người dân miền Bắc đã tìm đến giải pháp quạt tích điện, khiến sản phẩm này đang trong tình trạng cháy hàng. Các cửa hàng đồ điện gia dụng tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc hiện đang bày bán rất nhiều mẫu quạt tích điện khác nhau với giá từ 1 triệu đến gần 2 triệu đồng trên một chiếc. Loại cao cấp có thể lên tới 3 triệu đồng trên một chiếc. Nhưng với sức mua tăng hàng chục lần và thậm chí giá cả tăng theo ngày, quạt tích điện hiện vẫn đang cháy hàng.